tuổi trẻ, ta đã hết mình với cái gọi là đam mê. Xin chào các bạn, mình đến từ đại đội 16, trung đoàn 141, sư đoàn 3, quân khu 1. Mình là Nông Văn Đoàn, người chiến sĩ phòng không ưu tú. Ngoài làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên vùng trời, đơn vị và các khu vực lân cận, để tăng thêm kiến thức cho bản thân và với niềm đam mê đọc sách, mình luôn tìm đọc những cuốn sách hay, và đến khi mình tìm đến cuốn sách Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu, mình đã rất tâm đắc câu nói: những ngày tuổi trẻ tưởng dài rộng mênh mông nhưng kỳ thực lại rất hữu hạn và ngắn ngủi. Nên nếu bạn còn trẻ, hãy học cách để biến tuổi trẻ của bạn thành vô giá. Quả thật, mỗi người trong chúng ta đều có khoảng thời gian dành cho tuổi trẻ, khoảng thời gian mà chúng ta có thể sống hết mình và tự do nhất có thể. Khoảng thời gian không quá nhiều nhưng đủ để chúng ta có nhiều bài học. Cuốn sách Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu là tác phẩm giúp chúng ta có góc nhìn đa chiều hơn về tuổi trẻ, hiểu thêm về bản thân trong những trải nghiệm. Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu là cuốn sách thành công nhất về mặt thương mại của Rosie Nguyễn khi liên tục nằm trong danh mục sách bán chạy của các trang thương mại điện tử. Cuốn sách đạt được một số giải thưởng, bao gồm giải thưởng được bình chọn từ độc giả quốc gia và top 10 cuốn sách có ảnh hưởng nhất dành cho độc giả trẻ năm 2019. Rosie Nguyễn sinh năm 1987. Cô là một tác giả, nhà báo và nhà tư vấn truyền thông nổi tiếng ở Việt Nam. Các sách và bài báo của cô tập trung vào các vấn đề xã hội và văn hóa trong mối quan hệ với người trẻ Việt Nam. Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu của Rosie Nguyễn là cuốn sách đi đầu trong dòng sách self-help của những ngòi bút trẻ Việt Nam. Cuốn sách này giúp ích rất nhiều cho những bạn trẻ chuẩn bị bước vào những tháng năm đẹp nhất cuộc đời, cái mà người ta gọi là thanh xuân. Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu có thể được coi là một chiếc đèn soi sáng, chỉ dẫn các bạn đọc đi qua con đường dài vô hạn của tuổi trẻ. Xuyên suốt cuốn sách, tác giả Rosie nói về những bài học trong quá trình khám phá, tìm ra bản thân của mình và khuyến khích các bạn trẻ trải nghiệm nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn. Sách gồm 5 phần với nội dung: tôi đã học như thế nào, hãy làm những điều mình yêu thích bằng chính đam mê và nhiệt huyết của bản thân, đi cũng là một cách tự học, lấp lánh trước khi tỏa sáng, và phần cuối, quà tặng kèm. Phần 1, tôi đã học như thế nào? Ở phần 1 của Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu, tôi đã học như thế nào? Tác giả thuật lại câu chuyện tuổi trẻ của mình. Rosie được gắn mác sinh viên ngoại thương với những áp lực vô hình và giỏi giang và thành công theo quy chuẩn. Cô gái ấy cũng đưa ra quan điểm về việc con vịt rất xuất sắc trong môn bơi lội, thậm chí còn giỏi hơn cả thầy giáo, nhưng nó chỉ đủ điểm đậu cho môn bay và rất tệ cho môn chạy. Mỗi cá nhân có một thế mạnh khác nhau, tuổi trẻ trôi qua như một cái chớp mắt nên phải tìm cách để phải trân trọng bản thân. Mỗi chúng ta có quyền lựa chọn con đường riêng cho chính mình. Điều quan trọng ở đây là hãy tìm cách để viết nên câu chuyện của cuộc đời bạn. Còn phần 2, hãy làm những điều mình thích bằng chính đam mê và nhiệt huyết của bản thân. Đến phần 2 của Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu, Rosie chỉ chúng ta cách để hiểu bản thân, cách tìm kiếm con đường riêng cho mình. Những khái niệm ta thường nghe như đam mê, sứ mệnh sẽ là vô nghĩa nếu chúng ta chưa hiểu rõ về bản thân mình. Với tác giả, cuộc đời là một bộ phim mà mỗi người sẽ đóng một vai nhất định. Bạn rồi sẽ học được cách tỏa sáng trong vòng tròn cuộc đời của chính mình. Phần 3, đi cũng là một cách tự học. Cuộc đời được tạo nên bởi những trải nghiệm. Đi cũng là một cách giúp chúng ta cảm nhận cuộc đời tốt hơn. Dựa vào những trải nghiệm thực tế trong tuổi trẻ của mình, Rosie chia sẻ những cách đi để tự học. Đi ra thế giới bên ngoài để trưởng thành hơn, nhưng không phải cứ xách ba lô lên và đi mà không suy tính. Phần 3 này cũng đề cập đến những thử thách chúng ta phải đối mặt trên hành trình khám phá khi chưa đủ vốn sống và kinh nghiệm. Nếu bạn đang 22 tuổi, có sức khỏe, khao khát được học hỏi và trở nên tốt hơn thì tôi khuyên bạn nên đi, càng xa và càng điên càng tốt. Hãy ngủ trên sàn nhà nếu cần, hãy tìm hiểu cách người khác sống, ăn uống và nấu nướng, học từ họ bất cứ nơi nào bạn đến. Phần 4, lấp lánh trước khi tỏa sáng. Khi đã đánh thức được người nghệ sĩ ở sâu bên trong mình, chúng ta hãy để bản năng của mình lớn lên theo cách tự nhiên nhất. Nếu đã tìm thấy ước mơ của mình, hãy sống thật hết mình nhé, vì biết bao người còn không biết được họ thích gì nữa kia. Phần 4 cũng giúp trả lời câu hỏi về những băn khoăn của các bạn trẻ khi bất đồng quan điểm với phụ huynh. Phải làm sao để được tự do khám phá, tự do trải nghiệm, không ngừng vươn lên nhưng vẫn giữ được bình an với cái tâm trong lành. Phần 5, quà tặng là những lời khuyên hữu ích chân thành của Rosie muốn dành cho những độc bạn trẻ của mình, giúp các bạn có thể giải quyết những vấn đề mà một người trẻ thường hay gặp phải. Cuốn sách Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu dù khuyên người trẻ khám phá, trải nghiệm cuộc sống hết mình với thực tại, nhưng tác giả vẫn nhắc người trẻ nên tìm về những nốt sâu sắc trong tâm hồn bằng những trang sách và những giây phút bình an trong tâm.
ai sắp và đang trong độ tuổi thanh xuân nhất định phải đọc cuốn sách một lần để có cái nhìn mới về bản thân và xã hội. Còn với những ai đã bước qua độ tuổi này thì hãy đọc để biết mình đã đánh mất bản thân ra sao nhé. Không bao giờ là quá muộn để tìm lại bản ngã của chính mình. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mong rằng các bạn sẽ nhận được nhiều thông điệp và lời khuyên chân thành từ video. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy comment bên dưới và đừng quên like và subscribe cho mình nhé.